Đây là bánh mì nhé cả nhà nhé. Thực ra là bánh mì này nó có rất là nhiều, tức là bánh mì này thường là mọi người ăn đơn giản là bẻ ra xong rồi ăn thôi. Nhưng mà tại vì là cái bánh mì này là bánh mì giòn, khi mà mình bẻ ra ấy, thì nó rất hay bị vỡ vụn những cái ấy này, nó bẩn. Với cả mình là tại vì là mình có lúc thì mình thích cầm tay mình véo thức ăn hoặc là bẻ thức ăn, nhưng mà có lúc thì mình lại không thích kiểu kiểu cấu véo thế, mà mình lại thích nó nhẹ nhàng thanh cảnh hơn. Thì kể cả ăn bánh mì cũng thế. Thì đây là một trong những cái cách mà mình thay đổi cái cách ăn bánh mì. Có khi thì mình không moi ruột riêng, có khi thì mình cắt đôi ra xong rồi mình moi ruột riêng. Nhưng mà mình sẽ cắt bánh mì này thành có khi mình để nguyên cả ruột lẫn với cả vỏ, có khi mình tách riêng, ăn ruột riêng, ăn vỏ riêng như thế này. Mình cắt bánh ra từng ấy này xong rồi mình cắt nhỏ như thế này. Ăn như này nó không bị vụn, nó không bị vãi. Những cái vãi này nó rơi hết vào đĩa thì nó không rơi ra. Tại vì bình thường mà mình mà cầm cái bánh mì mình bẻ thì các cái vụn bánh mì này nó sẽ bị rơi ra sàn, nó bẩn. Bởi vì là đây là bánh mì giòn mà, không bao giờ tránh được việc bị rơi. Mình cứ bẻ bánh mì là nó sẽ bị vỡ. Thế là ăn theo kiểu này thì nó rất là sạch, mình nó mang đến cái cảm giác nhẹ nhàng hơn. Mỗi một cái phong cách ăn nó mang lại một cái cảm giác khác nhau. Thì lúc mà mình sẽ thích là ăn theo kiểu này hay là ăn theo kiểu kia, mình sẽ dùng kéo. Như mình dùng kéo này, mình cắt. Rồi khi mình cắt xong ấy thì nó sẽ ra như này. Cắt kia. Anh nha, cái loại này là bánh mì giòn. Khi mà bạn bẻ một cái nó sẽ vỡ vụn ra như này này. Đấy, nó là bánh mì giòn. Nó bánh mì giòn cho nên là cứ bẻ một cái nó vỡ vụn như này. Ừ, nếu như mà mình mà không dùng đĩa để hứng á, hoặc là dùng mình không cắt nhỏ theo kiểu thanh cảnh như này ấy, thì nó sẽ bị vỡ vụn ra sàn. Nó bẩn. Có lúc thì mình thích bẻ trực tiếp bởi vì nó mang lại cảm giác khác, thì có khi mình lại thích cắt như này. Có lúc mình cắt cả ruột, có khi mình lại thích tách ruột tách vỏ riêng như thế này. Đôi khi mình thay đổi đi thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác khác hơn. Có khi mình thích dùng tay như thế này, có khi mình lại thích dùng đũa, dùng dụng cụ đồ ăn khác. Khi mình cắt như thế này thì những cái vụn bánh mì nó rơi hết vào đĩa, mình bỏ cái đĩa đi là xong. Có khi mình cắt như này xong mình cầm cả cái như là mình cắn, không ăn nhỏ ra nữa. Tùy cảm giác, tùy sở thích á. Mình thay đổi cách ăn nó cũng mang lại cảm giác khác nhau. Nhất là khi mình ăn với cả đồ chấm ấy, nước sốt, nước phót ninh thịt các kiểu ấy, thì việc mà mình cắt bánh mì thành từng thanh như này này, nó rất là thuận tiện.